Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Fisherman. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mà mình ra video nha các bạn. Thì tập ngày hôm nay mình đang ở tại cái hội quán thời bay nha. Đây là Flying Game nè các bạn. Chúng ta nhìn nó rất là giống một cái lồng chim khổng lồ nha. Đây nè. Rất là đẹp luôn nha. Ok, thì cái hội quán hệ bay này á, nó sẽ có ba cái loại huy hiệu, đó chính là Feather Bed nha các bạn. Đó, Feather Bed, Trophy Bed. Đó, đây là loại huy hiệu thứ hai. Và cái cuối cùng đó chính là Chest Bed nha các bạn. Quá là xịn sò luôn. Cái này thì chỉ có ba loại thôi, nên chắc tập ngày hôm nay mình sẽ đi chinh phục nó luôn. Trước tiên để mình đổi Asus sang cái hệ điện cái đã. Đó, sang hệ điện. Xịn sò liền. Trước đó thì mình đã có đánh một cái hội quán rồi, rất là lâu rồi. Và đây chính là cái hiệu Chess Pet nha các bạn ơi. Để mình register cái pet cây màu trắng này cái đã. Chúng ta phải đăng ký trước nha. Đó, bấm vào đăng ký. Ta là nó đã hiện cái tên của mình luôn rồi, Chess Pet. Đó, đã được bỏ vào nha các bạn. Quá là xịn sò luôn. Ok, chỉ còn hai cái loại huy hiệu nữa thôi. Hy vọng tập ngày hôm nay mình sẽ có được nha. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đi vô cái hội quán này luôn nha các bạn. Mình đã chuẩn bị hết cái đội hình sẵn rồi nè. Ok, ổng kêu là chủ hội quán ở rất là cao, ở trên cái lồng lận. Chắc tí mình sẽ lên mình thách đấu sau nha. Rồi, bây giờ đấu với con Clyser nè. Đây là ông trainer đầu tiên nha các bạn. Clyser. Mình sẽ dùng Steep Phantom Force nha. Wow, cái con này nó khá là mạnh các bạn ơi. Nó có cái skill Earthquake nè. Làm hụt ba của mình mất hết nửa cây máu rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ leo lên nha các bạn. Wow, trong cái lồng chim nó lại có một cái cây rất là khổng lồ luôn ha. Rất là xịn sò ha. Đây là Beauty Fly nha các bạn. Mình bị rớt xuống rồi. Nhưng mà không sao các bạn ơi. Beauty Fly, chết queo luôn. Ông trainer này cũng chỉ có một con Pokemon thôi. Rồi, lại tiếp tục leo lên thôi các bạn ơi. Leo lên. Leo lên nữa nè. Rồi, bắt cô qua tiếp tục. Và trên kia có một ông trainer kìa. Để mình chuyển qua Thunderous để mà đấu với ổng luôn nha các bạn. Ok, đây là Dragonite. Wow, Pokemon Á thần hả? Giật điện mình luôn nha con. Ôi, nửa cây máu của nó rồi các bạn ơi. Wow, và nó cấu của mình nhiều máu hơn nữa chứ. May nè con, may quá, chết nó rồi. Hồi đây là Chatot. Con vẹt. À, nó cũng chết queo luôn rồi, xịn sò. Rồi, chúng ta sẽ nhảy qua bên này. Tiếp tục tới với những cái ông trainer khác nha các bạn. Đây là Rip Lim hả? Ui, đây là khinh khí cầu các bạn ơi. Pokemon khinh khí cầu. Chết queo luôn. Raviary. Ui, đánh nó không mất máu nè. Thôi xong tươi rồi. Hên quá, nó cũng không có máu của mình luôn. Raviary. Ui, thôi xong. Em Thunderous đã hẹo rồi các bạn à. Chuyển qua Raikou để mà giật điện nó nha. May nè con. Ok, qua con khác rồi. Vet Bwen. Cũng chết queo luôn. Bắt cư qua nữa nè các bạn ơi. Cứ nhảy qua nhảy lại liên tục thôi. Chuyển qua con Raikou để mà đấu nha các bạn. Đây là Ledian. Wow, Pokemon cái con bọ này mình gặp khá là thường xuyên luôn nè. Ok, Charizard hả? Giật điện Charizard luôn. Zimplup. Wow, nửa cây máu của nó các bạn ơi. Con này thì cấu máu của mình không có nhiều nên mình không có sợ anh em ạ. Các bạn nhìn cái hiệu ứng skill của nó đẹp vãi chưởng ha. Sum Flip nè, chết queo luôn rồi. Aerodactyl, chết luôn. Wow, Golbat nè. Chưa chết Golbat. Raikou của mình bị dính độc rồi các bạn à. Giật điện nó phát nữa. Hên quá. Vẫn kịp đánh được nó. Rồi, để mình nhảy qua bên này nữa nha.
Nhảy quá, hên quá các bạn ơi. Gặp cái ông trainer tiếp theo nè. Rồi, đấu với ổng luôn nha. Ui, Skarmory, đây là con chim sắt các bạn à. Mình giật điện nó một cái coi. Skarmory, ui nó còn một chấm máu. Ôi, và Raikou của mình hẹo rồi, để mình chuyển qua Hoopa đã. Ôi, Hoopa nó đẩy mình rớt xuống dưới rồi. Trời ơi, chắc tí mình phải leo lên lại sau quá các bạn à. Rồi, Hoopa cũng hẹo luôn rồi. Qua Nigroma nè. Moon Gear Spin, chết queo luôn. Để mình cho nó thành Ultra Nigroma nha các bạn. Wow, nhìn cái em Ultra Nigroma nó to với trưởng ạ. Ôi, nhìn nó kinh khủng thiệt sự. Đúng là mấy em Ultra anh em à. Swallow. Ây da, trời ơi, con này nhìn vậy mà nó cấu của mình nhiều máu vậy. Photon Geyser, trời ơi. Không có xịn sò rồi. Để mình nhảy lên đây tiếp nha các bạn. Rồi, hình như cái ông vừa rồi là cái ông trainer cuối cùng rồi. À, trong đây có một cái nhà hả? Ui, có cả kiến ở trong đây luôn các bạn ơi. Chúng ta có thể làm nhà trong cái cây này được luôn nè. Hay vậy. Thôi, bây giờ nhảy qua đây thôi nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ tiến hành đi tìm ông chủ hội quán này để mà thách đấu với ổng nha các bạn. Ok, trước tiên thì mình sẽ chọn cái đội hình thích hợp cái đã. Pokemon mình nó cũng hẹo gần hết rồi. Rồi, lấy Zigget ra đi. Ok, thách đấu với ổng luôn nha các bạn. Cho con Arceus hệ điện ra đầu tiên nè. Đó, vừa vào đã gặp cái em Beautifly rồi. Nhìn rất là đẹp luôn nha các bạn. Ồ, đổi qua Dragonite hả? Ui, kiểu này không ổn rồi, mình sẽ dùng Hyper Beam nha. Đó, Hyper Beam nó cấu rất là nhiều máu anh em ạ. Đó, xịn sơ, xịn sơ. Ui, nó boost cái gì nữa, hên quá. Ây da, đau quá vậy. Hyper Beam mày nè con. Beautifly, mình còn chấm máu anh em à. Mày nè con, chết nó rồi. Để mình recover lại các bạn ơi. Không là mình hẹo đó. À, cái em Skarmory này nó cấu của mình không có nhiều máu lắm. Recover hết nữa. Hên quá. Rồi, bây giờ mình sẽ giật điện đó nha. Chết queo liền. Smart Warren, chết queo luôn. Hồi tiếp theo là Mortim, cũng chết luôn. Đây, em Beautyline đầu game nè. Ok, ôi, và chúng ta lại có được cái huy hiệu Chess Pet rồi các bạn ơi. Và một skill đó chính là Fly. Ôi, trời ơi, cái này mình đã có rồi. Coi như là lần đánh đầu tiên mình đã công cấp rồi các bạn ạ. Rồi, và đây là hội quán hệ bay thứ hai nha các bạn. Chúng ta sẽ đi vào tiếp tục. Lại là cái ông này. Lần này thì mình có cầm cái đội hình hơi khác đi một xíu nha. Buster Free hả? Ui, nó còn một chấm máu. Các bạn nhìn hiệu ứng skill nó đẹp ha. Mình thấy là hiệu ứng skill của các Pokemon hệ bọ các bạn, nó đẹp hơn mấy cái hiệu ứng skill khác đó ha. Quăng bên đây thử được không? Không được rồi các bạn à. Ta phải nhảy qua. Ui, hình như mình rớt xuống dưới rồi. Rồi thôi xong tôi. Tí phải trèo lên lại thôi các bạn à. À, Liga. Đây là cấp 1 của con Litzer hồi nãy nè. Và con này mạnh cực kỳ luôn. Nó có skill Earthquake đó các bạn à. Mình cầm một cái mon hệ điện đi đánh hệ bay. Mà cái con này thì nó lại có skill của hệ đất, nên là nó hành hệ điện kinh khủng luôn. Đó, chết quen Machado luôn rồi. Raikou và Machado nó hẹo hết luôn. Liga nè. Trời ơi. Để mình đổi cái đội hình khác cái đã. Cất hai em này vô. Chưa gì mà đã hẹo hai em rồi các bạn ơi. Mới có chỉ qua hai cái ông trainer thôi đó. Kinh khủng quá. Đây, nhảy qua bên đây tiếp tục nha các bạn. Những cái này quá là quen thuộc với mình rồi. Thách đấu này đi, dùng em Zapdos luôn đi. À, Trap Cannon đó nha các bạn. Ui, nó xài skill Boom Burst kìa, mạnh vậy. Mình không có xài được Trap Cannon rồi.
Sai thì kỹ Z đi. Trời ơi, hôm nay biết vậy nãy sai thì kỹ Z luôn cho nó lẹ rồi. Đây, tiếp tục với những trainer tiếp theo nè các bạn. Ồ, đây là con bồ nông nè. Chết queo luôn. Hôm nay cũng chỉ có một con Pokemon thôi. Quá là xịn sò nha. Tiếp tục với ông tiếp theo. Ồ, lại gặp nó. Raviary. Ông chết queo nó luôn rồi. Ồ, chết queo bồ nông luôn. Adelaide. Ui, có cả cái con đó luôn các bạn à. Kinh vậy. Thôi, cái con Pokemon mình tìm rất là lâu luôn á. Công nhận mấy con này cao tay thiệt sự. Rồi, xong rồi. Để mình nhảy qua bên này. Rồi, tiếp tục với cái ông trainer. Butterfree. Mày nè con. Ui, chưa chết. Ồ, hên quá, chắp đôi của mình cũng chưa chết luôn. Hên anh em à. Rồi, ô, Beautyfly. Con này thì cũng rất là dễ thương ha. Rồi, hẹo em giáp đô của mình rồi. Chuyển qua Thunderous để mà giật điện nó tiếp nha các bạn. Cho nó chừa cái đã. Xịn sò rồi đó. Nhảy qua thôi anh em. Nhảy qua nè. Ôi, cái nhà này mình, hồi nãy mình đã khám phá rồi. Nên không cần đi nữa đâu. Thôi, bây giờ lên trên và thách đấu chủ hội quán thôi các bạn ơi. Ngon lành canh đao. Để mình chọn cái đội hình thích hợp cái đã. Đây, mình đã có được cái đội hình thích hợp các bạn ơi. Thì như thường lệ khi đi đánh các hội quán, mình cũng không có sử dụng cái lệnh Pokéhill nha. Đó, để mà cho nó công bằng một xíu. Mặt trời nó đã lặn rồi các bạn ơi. Nhìn nó đẹp quá chưởng ha. À, ôi, lại đổi qua cái con Litzer nè các bạn. Nó đã bị nhiễm độc rồi kìa. Ui, lại đổi qua lại Dragonite. Ông này thiệt là khó chịu. Dragonite thì hồi nãy mình đã có kinh nghiệm đánh nó rồi. nó cấu máu với mình đau quá. Hai Burby mình luôn nha con. Con Litzer này chắc mình cũng... Ui, chưa kịp xài skill nữa, nó đã xài chiêu động đất với mình rồi. Chuyển qua em Chiget. Xài Dragon Ball nè con. Mạnh chưa. Xài Outreat luôn nha. Nửa cây máu của Max Warren rồi các bạn. Ui, con này nó hồi máu hả? Ui, rất là khó chịu luôn nha các bạn. Ui, hên quá, nó đã hết hồi máu rồi. Hết hồi máu thì xác định hẹo rồi đó. Tiếp tục Outreat nữa nha các bạn. Outreat này nó được tự động xài 2 lần. Đó. Rồi, West Be Wen chết queo luôn rồi. À, Sid Gillip. Ui, nó đã bị cháy rồi các bạn ơi. Ui, hay vậy ha. Xài skill hệ điện cũng bị cháy nữa. Cũng hợp lý. Ít chat nó các bạn ơi. Phóng điện mày nè. Ui, nó hồi máu liên tục luôn. Rất là khó chịu nha anh em. Mày nè con, hết hồi máu rồi. Lần này chúng ta gặp được cái em cú. Đây là Noctowl. À, nó bị tê liệt rồi. Ui, và nó cũng đã hẹo lưng rồi. Và chúng ta đã giành chiến thắng. Đạt được cái huy hiệu Trophy Pet rồi nha các bạn. Ôi, huy hiệu này mình chưa có, rất là hên luôn. Được skill Skyrop nữa. Xịn vãi. Sẵn tiện thì mình bô cái heal luôn nha. Đó, đánh xong thì mới được bô cái heal nha các bạn. Rồi, và đây là hai huy hiệu của hội quán hệ bay nha các bạn. Quá là xịn sò luôn. Rồi, chúng ta chỉ còn một cái nữa thôi. Và đây là cái hội quán thứ 3 trong tập ngày hôm nay nha. À da, tôi đi nhanh quá, nó bị trượt qua luôn các bạn ơi. Lần này vẫn là một cái đội hình. Đội hình khác biệt. Đội hình của hai hội quán hồi nãy nha các bạn. Để mình giật điện cái em robot này đi. Đây có con Torbjörn nè. Con này hay xuất hiện ở cái vùng jungle đó các bạn ơi. Giật điện mày nè. Ui, nó hồi máu các bạn ơi. Khá là khó chịu luôn. Mình phóng điện cái đã. Đó, nửa cây máu. Ui, nó lại hồi nè. Ui, nó khó chịu quá vậy. Phóng điện tiếp tục. Ui, nó lại hồi máu tiếp tục các bạn ơi. Ui, khó chịu quá chưởng ạ. Mình chuyển qua con Sonic đi ha. Wow. Cái hội quán thứ 3 này có vẻ khá là khó nhằn với chúng ta đây. Moon Plus. Rồi, quá nửa cây máu luôn. Chúng ta có thể giành được chiến thắng đó. Chết queo mày đi. Bớt hồi máu nha mày. Rồi, gặp được con Mantine nè, con cá đuối.
À, ui cái đứa này cũng hồi máu luôn. Ui hội quán này hồi máu không vậy? Mới cái ông trainer đầu tiên mà gây khó dễ các bạn ơi. Mentai, cái con này sắp hẹo rồi các bạn ơi. Cá đuối hả? Moonblast tiếp tục. Ui mình hẹo rồi các bạn ơi. Để chuyển qua con Nigroma đi. Chúng ta sẽ dùng Ultra Nigroma ra trận. Đó, quá là xịn sò luôn. Ui, bao ngầu luôn các bạn ơi. Chết queo luôn rồi. Rồi, thế là xong ông trainer đầu tiên nha. Và em Sirdis của mình đã bị hẹo rồi các bạn à. Bây giờ mình sẽ tiếp tục nha. Đó, lại leo lên đây. Thách đấu với ông này nữa. Ôi, lần này mình không có bị rớt xuống dưới các bạn à. Khá là hên đây. Ôi, Salamence nè. Lâu lắm rồi mới gặp lại con này các bạn à. Ô, chết luôn cái em Raikou rồi. Để mình chuyển sang Hoopa đi. Mày nè con, chết queo Salamence luôn. Max Warren lại gặp con này nữa. Ui, một hit chết queo Hoopa luôn hả? Cái gì ghê vậy? Giật điện mình nè. Ui, không được các bạn ơi. Jab Cannon. Ui, hút máu mình kìa. Ui, vẫn không xài được. À, lần này nó chết queo nữa nè. Khó vậy. Rồi, mình đã chọn ra mấy em Pokemon khác rồi các bạn à. À, nhắc mới nhớ em kẹo dẻo của mình đã đạt được cấp 99 rồi. Hy vọng xong cái hội quán này thì kẹo dẻo sẽ lên cấp 100 nha các bạn. Ồ, xịn sò. Để mình xài thử skill này đi. Hên quá mà sao đâu chưa chết. Chưa chết thì mày chết đi. Ông này chỉ có một con Pokemon thôi các bạn à. Rồi mình sẽ tới với những ông kế tiếp nha. Lần này chắc chọn con Triget ra chọn đi ha. Rồi chúng ta gặp được Farfetch'd nè. Con vịt cầm cái cây hành. Ủa, có một con Pokemon thôi. Ôi cũng rất là tiếc các bạn ơi. Như vậy thì chúng ta rất là đỡ rồi. Rồi, tới với ông tiếp theo thôi các bạn ơi. À, lại gặp Dragonite nữa nè. Mình sẽ xài Outreach nha. Có skill hệ rồng để mà trị con này rồi. Ui, nó cấu máu mình kìa. Nhưng mà không sao. Ơi, ông này cũng có một con Pokemon thôi à. Quá là đã luôn. Đây, đây mới là ông cuối cùng của cái hội quán này các bạn ơi. Trainer cuối cùng. À, Ledian. Ledian à. Chết well luôn. Skamori. Ôi, và Ziget của mình nó đã ngụm củ tỏi rồi. Thì mình chuyển sang Zapdos đi. Để mà giật điện nha các bạn. Skamori nè. Ồ, và chúng ta rớt xuống dưới rồi. Rồi, tiếp tục cuộc hành trình của chúng ta thôi các bạn ơi. Hồi nãy mình bị rớt xuống dưới. Kinh khủng thiệt. Rồi, lần này thì đi đánh chủ hội quán các bạn à. Hy vọng hội quán này có được cái huy hiệu mà chúng ta cần. Đấy. Ồ, Cider hả? Xịn sò nhen. Chức mình nó các bạn ơi. Chết well Cider rồi. Ontaria. Chim bông các bạn à. Cái bộ lông nó y chang là cái đám mây vậy. Nhìn rất là đã ha. Ontaria nè. Còn có con chấm máu. Ui. Ui lại gặp cái con Pokemon hồi máu nữa các bạn ơi. Ui hội quán này cái sở thích gì kỳ lạ vậy. Ui hồi máu như vậy nó rất là khó chịu luôn nha các bạn. Chức mình tiếp tục. Ui nó hồi máu hoài à. Cái kèo này khó khăn rồi. Có vẻ là tốn khá là nhiều thời gian của chúng ta đây. Chức mình nữa nè. Chức mình chỉ có xài được 10 lần thôi bạn ơi. Ui kiểu này là không xong rồi. Hyper Beam. Ui nó lên máu hoài à. Kiểu này chúng ta phải đánh cho nó hết skill hồi máu mới được các bạn ơi. Ui. Rồi đánh nãy giờ thì nó cũng đã bớt hồi máu rồi các bạn ơi. Kinh khủng. À, bây giờ nó boost nhưng mà nó hồi ít thôi à. Chúng ta thời gian được chiến thắng rồi các bạn à. Ôi, quá kinh khủng luôn. Tốn đâu đó tầm 2-3 phút để mà nó hết skill đó. Kinh khủng thiệt sự. Chức mình. Ô, nó đã đổi qua một cái mon khác rồi. Con này thế mạng hả? Ui, đây là Togekiss nha các bạn. Ồ, một trong những con Pokemon mà mình cũng đã bắt rất là khó khăn.
từ những cái tập trước đó. À, robot. Ồ, nó đã làm đọc mình rồi kìa. Làm đọc tao nè. Asset của mình nó đã bị hết mấy cái skill rồi. Mình sẽ chuyển qua con khác đi. Cho Thunderous ra giật điện đó nha các bạn. Ui, cái gì mà cống máu kinh vậy? Ui, chết queo luôn rồi. Ghê quá anh em à. Cho chim điện ra giật điện nó đi. Ui, cái con robot này mạnh vậy? Sợi kêu sa chích hay gì đó các bạn à? Ontaria. Ui, chưa chết nó. Nó còn một hit nữa thôi bạn à. Giáp Cannon. Ui, nó bút và nó vẫn đang hồi máu từ từ nè. Thunder. Ôi, chưa chết được nó các bạn ơi. Lần này chắc mình sẽ xài skill real bad nha các bạn. Ôi, chuyển Pokemon hả? Đây là Firo nha các bạn ơi. À, giật điện của Firo này luôn. Rồi, và đây. Cuối cùng chúng ta cũng đã giành được chiến thắng và được cái Feather Bed nha các bạn. Quá là xịn sò luôn, đúng cái hiệu thứ ba của hội quán hệ bay luôn nha. Trời ơi, nãy giờ rất là cực khổ bạn ơi. Kinh khủng lắm. Đây, và huy hiệu thứ ba của hội quán hệ bay đã có rồi nha các bạn ơi. Quá là xịn sò luôn. Cái hội quán thứ ba này mình đánh mà toàn Pokemon hồi máu à, rất là khó chịu luôn đó. Nãy giờ đang phiêu lưu, gặp cái em rắn này các anh em à. Trời cũng sắp sáng rồi, chúng ta sẽ đi về chỗ những cái chuông coi thử coi. Đây mấy cái chuông. Ui, và cuối cùng cũng có một cái chuông nó đã phát sáng rồi nè các bạn ơi. Ôi, và mình chưa nghe tiếng rung nè. Oh, rất là xịn ha. Đây, Numo. Ui, chết queo luôn. Các bạn có nghe thấy những cái tiếng rung của cái chuông này không? Nghe rất là hay ha các bạn ha. Rồi, đây là lúc bình minh. Bình minh thì cái chuông nó sẽ rung và phát sáng như vậy. Bây giờ thì chúng ta chỉ cần chờ đến lúc hoàng hôn để cái em Lugia xuất hiện nha các bạn. Đây là phiên bản mới nên một cái Tidal Bell rung thì hai cái còn lại nó cũng không có rung nữa. Phiên bản cũ thì hai cái còn lại nó sẽ rung hết luôn nha các bạn. Đó. Nói chung qua bản mới thì rất là xịn sò. Đây. Chúng ta còn nghe mấy tiếng chuông nữa anh em à. Mặt trời nó cũng sắp lặn rồi. Đó, hiện tại đang là lúc hoàng hôn nè. Mình vẫn đang chờ em Lugia xuất hiện đó. Mà nó lâu xuất hiện quá à. Đâu rồi. Chịu khó chui ra đi chứ. Tôi chờ hết mấy ngày rồi đó các bạn ơi. À. Cái chuông này công nhận nó lâu rung kinh khủng luôn đó nha. Rồi, mặt trời sắp xuống núi luôn rồi. Và đây, Legendary Lucia cuối cùng cũng đã chịu xuất hiện các bạn à. Đây, xài Whip Bond đầu tiên nha. Quá đã luôn anh em ơi. Lucia. chỉnh sao con ba. Rồi, Whip Bond không được rồi, bây giờ mình sẽ Phone Sweep nó nha. Phone Sweep nó cho nó còn một máu rồi chúng ta sẽ bắt cho nó dễ nha anh em. Phone Sweep tiếp tục. Con này cũng khá là trâu đây ha. Hình như con Lugia này kích thước nó cũng to đó. Nói chung là ngon lành canh đào. Rồi, bây giờ mình chỉ cần một hit nữa thôi. Một hit Phone Whip nữa nha các bạn. Phone Sweep. Đó, hiện tại thì Lugia đã đạt được một máu rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng Tamer Ball đi các bạn ơi. Bắt bằng quả này cho nó tiện nè. Đó. Mặc dù chúng ta có 15 quả Master Ball nhưng mà mình sẽ hạn chế xài thôi. Tùy bắt bằng Master Ball thì nó quá là dễ rồi. Rồi, xài thử Tamer Ball cho các bạn coi nha. Khá là khó khăn đây. Mình sẽ đổi qua em Ashes đi. Để mà cho nó trâu hơn anh em ạ. Rồi, Tamer Ball tiếp tục. Đây là Ashes hệ bóng tối nha. Mình cầm ra cho nó an toàn anh em ạ. Rồi, nó không đánh được Ashes của mình rồi. Và như nó xài skill Rendent thì phải. Nó đang gọi mưa đó các bạn à. Rồi, Tamer Ball. Mình tưởng được rồi chứ. Cũng khá là khó đó. Tiếp tục là Tamer Ball nha các bạn. À, lần này mới đánh Ashes mất máu được nè.
Đây, một quả Tamon nữa nha. Xài Tamon các bạn cứ kiên trì lên là sẽ được thôi. Và yes, cuối cùng chúng ta cũng đã bắt được em Lucia rồi nè. Và đạt được cái thành tựu gì đó các bạn ơi. XD001 quá là đã luôn các bạn ơi. Hiện tại mình đã có được 774 em Pokemon rồi nè. Ui, bao xịn sò luôn anh em ơi. Để mình lấy cái em Lucia này ra coi thử nó nha. Lucia của tôi. Lấy nó ra thôi các bạn ơi. Đây. Bao lâu nó mới chịu xuất hiện nè. Đó, Lucia. Ôi, nhìn khá là xịn sò ha. Ô, con này trừ speed các bạn ơi. Nhưng mà kích thước huge. Ui, chúng ta cũng đỡ được cái phần nào rồi nè. Đây là các skill của nó nè. Biết là có Randen mà. Rồi, chúng ta sẽ cởi nó bay một vòng thử nha các bạn. Để mình bật cái boss này lên đi. À, quá đã luôn các bạn ơi. Ôi, xịn sò thế nha. Quá tuyệt vời luôn. Để mình xuống nước thử coi con này có bơi được dưới nước không. Ôi, vẫn bơi được dưới nước nha các bạn. Ồ, nói chung là cũng rất là xịn ha. Bơi được dưới nước luôn đó. Và đây có một con boss nè, Dust Rio. Và có cả con Dell Fort nữa. Để mình dứt em này luôn nha các bạn. Dust Rio. À, chưa chết hả? Để mình cho nó hẹo luôn. Mày nè con. Ồ, nó cho mình một viên Ray Candy nè. Quá đã luôn. Nãy giờ thì mình có đi luyện cấp cho mấy em Pokemon này nha các bạn. Ồ, hiện tại thì mình sẽ cho Lunala lên cấp 82 luôn nha. Ok, xịn sò liền. Rồi, và tập ngày hôm nay mình đã sưu tầm hết toàn bộ các hy hiệu của hội quán hệ bay rồi nha các bạn. Đó, đó chính là ba cái hiệu này đây. Và nãy giờ mình cũng đã có luyện cấp cho nguyên một cái dàn Pokemon của mình rồi. Mình cũng đã có tìm hiểu là Lucia khi mà cỡ dưới nước á thì chúng ta sẽ không bị ngạt thở, nhưng mà lâu quá thì Lucia nó sẽ bị ngạt thở nha các bạn. Đó. Nhân vật của chúng ta không bị nhưng mà Pokemon lại bị đó. Cái này mình không biết phải là một cái lỗi hay không, nhưng mà nói chung cũng khá là xịn sò rồi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming. Và nhớ vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mà mình ra video nha. Và nhớ comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này. Các bạn có thấy em Lucia này có ngầu không? Thì nhớ comment bên dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.